Rồi, đây. Chào bà đi. Rồi. Tân Đức xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của bác. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một phần quà là của chị Hoàng Thu Hương có gửi cho cháu Lực là 200k để mà khi mà lúc mà cháu Lực đi vào bản hay là đi vào đâu thì cháu Lực sẽ mua kẹo, mua bánh tới cho các em. Hiện tại thì cháu Lực đang nhìn thấy là có một nhóm bạn nhỏ đang chơi một số trò chơi nhân gian các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ mời các bác anh chị là cùng đi vào và cùng cháu Lực tìm hiểu cái trò chơi dân gian đấy là trò gì các bác nhá. Ở đây thì có một cái bạn nhỏ, từ lúc mà cháu Lực đi qua đây thì bạn này rất là bạn này rất là theo cháu Lực luôn này. Nào, khoanh tay nói như này, khoanh tay. Con chào các ông bà. Con chào các ông bà. Rồi, đấy. Tên là gì? Cháu tên là gì? Cháu tên là gì? Cháu. Tên là gì? Cháu tên là gì ấy? Tên là Mảy hay là Mỉ ấy? Tên là Mày. Tên là Mày à? Đón văn là chúng luôn này các bác này. Đấy. À, một tí nữa thì chú cho kẹo nhá. Không lạnh à hả? Không lạnh à? Ôi dồi ôi, này chắc là bố mẹ ở nhà là không có đủ điều kiện mua áo khoác thêm của bác này. Đây là những cái áo mà hình như là tự thêu như nào đấy các bác. Đây, bây giờ thì xin mời tất cả cô bác cùng theo dõi Lực, cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào và xem mà các bạn nhỏ lên chơi cho chơi nhân gian một chút. Nào, thanh niên. Ra đây, anh nhờ tí nào. Cho anh xem nào. Đây. Con chào con bà. Rồi, đang chơi trò gì ở đây ấy? Chơi trò bắn cua. Chơi trò bắn cu à? Ừ. À, cái này là bắn cu à? Cái này là cái cu, là chơi cu của bác ạ. Đấy gọi bắn cu nhá. Ôi. Lạnh à? Sợ cháy rừng không? Không. Ai bắn với anh một tí nào? À, ai bắn với anh một tí? Chơi không? Chơi Quang ra đây nào. À, có cả Quang lên ra đây chú bảo. Quang ra đây. Đấy, có cả Quang nữa luôn cô bác này. Đấy, Quang thì hôm nọ cháu Lực cũng chia sẻ lên cô bác. Hiện tại thì em mà chỉ còn một cánh tay thôi cô bác. Có một cánh tay thì đã bị cái máy thái cỏ này cắt này cô bác này. Quang thì phải nói là một cái số phận mà cũng rất là đáng buồn cô bác ạ. Ở đây thì rất là may là bố mẹ nuôi của em còn rất là quan tâm. Nếu mà bố mẹ nuôi mà nhận về nuôi mà hắt hủi thì cực kỳ số phận gọi là cực kỳ mà đáng thương luôn các bác. Hiện tại thì em đang ở với bố mẹ nuôi. Hãy khoanh tay đi. Có lấy khoanh tay đấy. Con chào các ông bà. Con chào các ông bà. Rồi, ôi đây này, rất là tội. Lạnh không? Lạnh à? Ồ, thế là ở nhà không ai ở nhà ra đây ấy. Qua mẹ ở nhà. Đấy. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng chơi. Ôi ôi, thanh niên này. Thanh niên cái đâu rồi? Đây là dây à? Đây là dây cù à? Cái này được làm bằng gỗ gì đây? Biết không? À, cái này cháu Lực không biết là được làm bằng gỗ gì các bác này, rất là thấy là rất là cứng, kèm theo một cái đinh rất là to này. Anh với ai là một đội ấy? Thế bây giờ anh đang được bắn hay đang được quay? Được bắn à? À, thế bắn trước đi để anh bắn sau nhá. Đấy, bắn trước đi ấy, cái cù có cái to cái nhỏ này các bác này. Ôi bao nhiêu người bắn đấy? Ôi một người trúng rồi. Nào đến lên anh, đánh nhạc thanh niên. Anh có vẻ hơi mạnh đấy nhở? Ây, từ từ nhá. Ở đây là một cái trò chơi dân gian này của bác này. Ở trên vùng cao của bác. Phải nói là trẻ con thì vào mùa này thì chỉ có là khi mà ở nhà là hộ bố mẹ là làm xong hết rồi. Úi, anh được quay đúng không? Ở nhà là giúp bố mẹ làm xong việc hết rồi cho nên là mới ra đây chơi của bác nhá. Bắn đi, trúng của anh đi. Ôi, một thằng trúng rồi, không được anh kia cả, đã quay nhá kia cả. Ôi, thanh niên này bắn nét đấy nhở. Ở đây có ai ăn kẹo không? Hả? À? Có ai ăn kẹo không? Không trả lời à, hỏi từng người môn à. Có ăn kẹo không? Có ăn kẹo không? Có ăn kẹo không? Có. Có à? Thế hai thanh niên này không trả lời không ăn kẹo không? Có. Có à, thanh niên này? Có. Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi hết à? Anh được bắn rồi đúng không? Vừa rồi thanh niên cái bắn xịt của có phải bắn xịt mà là không quay của anh, không quay kịp của anh, quay mạnh hơn. Bắn đi. Nào để anh đây. Xa quá rồi.
xa quá rồi. Bay lô, bay lô lô. Đây của anh chắc là bay xuống dưới kìa. Ôi dồi ôi, bên này có củ, củ cải to chưa nhỉ? Thấy chưa? Mới nè nhớ đây. Thấy không? Ôi, một khi mà bắn củ mà nói lạch thì bay rất là xa các bác ạ. Ôi dồi. Đây à? Ôi dồi. Chỗ này cháu Đức nhìn thấy là có một cái vườn củ cải này rất là to đấy các bác này. Ở đây thì cháu Đức chưa có nhổ được nha các bác nhá. Rất là to này. Ôi, anh vừa rồi anh xịt rồi đúng không? Vườn củ cải này của nhà ai đấy? Ở kia, hôm nào anh mua áo khoác cho có vừa không? Có đẹp không? Có thích không? Đấy, ở đây thì cái áo này thì hôm nọ cháu Đức mua cho của bác chứ không là bé rất là em rất là lạnh. Từ từ nhá. Từ nhá. Ôi. Ôi. Ôi ôi, 4 cái, 5 cái à? Ôi đừng bắn của anh đi. À một người, một đang xin rồi. Bắn chúng đi. Ơ thằng này định bắn của anh này, một tí là anh bắn lại cho. Đấy, rất là vui này các bác này. Ở đây thì có một số bạn nhỏ mà nhỏ hơn thì lại chơi trò khác. Nào thanh niên này ra xe của anh lấy kẹo ở đây nhá. Rồi. Ô trúng rồi, trúng rồi, đúng rồi. Đấy, hai người xịt các bác này, hai người xịt là cho cả 4-5 người đánh luôn. Đâu đi. Đâu. Đây để anh, đâu đi, đâu tiếp đi, để anh cuối. Tiếp đi, đâu đi. Rồi. Nào. Nhìn anh này, cua anh ra nhá. Thấy chưa? Trúng rồi. Anh đâu nhỉ? Đâu rồi? Bây giờ đây á? À đây này. Có một thanh niên là vì mất cái cù rồi. Nó còn đang tìm. Đấy, chiều thì các bạn nhỏ là hôm nay là ngày chủ nhật các bác, cho nên là không có làm gì. Thành ra là ra đây chơi những trò chơi dân gian này. Thanh niên nào? Để anh. Trúng chưa? À, cái trò này thì một khi mà mình mới chơi các bác, chơi hôm đầu ấy, thì tối nay về ngủ thế nào là hai khi khỉu tay này thì rất là mỏi ấy. Đúng không, phải không? Thằng anh đi học được mấy rồi? Ở đây bây giờ cho chú hỏi có ai ăn kẹo không? Có hết đúng không? Ừ. Rồi đánh thêm 3 ván nữa. À, chú cho kẹo nhá. Rồi, rồi, hai cái luôn. Đúng rồi. Thanh niên. Để anh. Ô, xa chưa. Phải đánh gọi là cực kỳ mà chuẩn xác thì nó mới trúng được các bác ạ. Đấy, cái trò này thì hồi nhỏ. Cái hồi mà cháu Lực còn ở nhà các bác này thì cũng hay nghỉ cái trò này lắm. Chơi. Ở đây thì có rất là nhiều bạn trẻ, bạn nhỏ luôn. Cầm kẹo nhá. Tí chú chia cho. Đi đâu về đây anh? Đánh đi. Ôi ôi, đánh hai cái kia. Đúng rồi, đánh ra đi anh. Đây, đánh được chưa? Đây nhá. Anh trúng 3 ván liên tục đấy nhở? Nếu mà chơi đội là ai đội anh là có thể trúng 3 ván liên tục đấy nhở? Thấy anh giỏi không? Anh giỏi không? Có à? Ôi thanh niên này rụng hết răng rồi. Bây giờ là 4 người à? Trò này rất là vui các bác, trò này đấy. Nào kia, 2 cái kia, 3 cái kia. Đánh đi. Đánh đi cù, đánh đi.
Để anh. Anh hai cái nhá. Cái kia của anh vẫn quay nhá. Cái kia. Chết chưa? Thế vừa tính hai cái là một cái ấy. Hai cái luôn à? Ôi. Một phát trúng hai cái luôn đấy nhỉ. Tăng cơ đấy. Hả? Ăn kẹo đấy nhỉ? Châu à, áo đi, nhổ. Nào, anh cho các em đánh trước. Cái trò này thì là một sức của bác ạ. Ôi, giỏi, đánh đi. Nào đi anh. Anh đi rất là xa quá. Nào, đi nhặt đồ anh tí nhá. Đây, đấy. Đấy, cái phần quà này là của chị Hoàng Hương, chỉ có gửi cho cháu Lực cô bác ạ. Bây giờ là tìm cùi ra hết rồi nhá. Nhá, để chú à. Từ từ đã, ăn kẹo đã, rồi đánh, đúng không? Các bạn kia ra đây nữa. Đấy. Đây, ra kia nữa. Thanh niên kia nữa. Hôm nay ra đây chăn trâu làm gì hả, Quang? Ây da, trên ui ôi, đây này. Trời đỏ hết cả tay rồi cô bác này. Nó là rất là lạnh rồi. Còn một thanh niên đang tìm cù đúng không? Đợi thanh niên kia tìm cù đã. Mình đi cùng tìm cù đã nhỉ? Đi. Nó thang không? Nó thang không? Nó. Nó. Này, chú cho ba con này. Để bé trước, xin chú. Xin. Xin chú, con xin chú. Rồi đây. Đấy. Đây đây còn là hai thêm hai bạn nữa này con này. Đấy bây giờ thì phải nói là một cái cù mất thì cả hội là phải đi tìm cù đó. Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy rồi à? Đấy. À một cái cù mất rồi các bác, cả hội là đi tìm cù luôn. Đấy. Hết rồi. Như kiểu ai nhắc tới mình sao rồi. Đó. Vừa rồi thanh niên nào được rồi nhỉ? Này Quang. Quang đâu? Ở đây. Cháu xin chú. Rồi, nào. Rồi, thanh niên này. Cháu xin chú nốt. Cháu xin chú. Rồi, nào. Cháu xin chú. Rồi. Đấy, bây giờ thì... Bây giờ chú cứ chia là mỗi người ba con ra nhá. Một tí nữa hết rồi chú lại chia tiếp nhá. Đấy. Đây. Rồi, ra đây đã. Tí con thì chú mới biết chia chứ. Ra đây, tí con thì chú mới biết chia chứ. Rồi. Thằng này bị làm sao đây? Bị đau. Bị đau. Chán này bị đau luôn các bác này. Rồi đây. Rồi, ra đây. Ôi giời, không biết lạnh à? Hả? Ủa cô bác này, bây giờ thì gió đang thổi rất là nhiều, không khí đang rất là lạnh. Mặc nguyên hai cái áo thôi. Về nhà bảo bố mẹ là mua áo cho nhá. Bảo bố mẹ mặc áo cho nhá. Ở nhà có áo ấm không? Có à, thế bảo bố mẹ mặc nhá. Còn thanh niên nào nữa nào? Ra đây, hai thanh niên là lớn hơn này, ra đây. Em xin anh. Rồi thanh niên kia ra đây. Đấy. Ôi giời, rơi rồi. Đây. Rồi, còn ai chưa được nữa đúng không? Ra đây, vẫn còn dư nhiều này. Chú chia cho nốt ra đây. Thanh niên ra đây. Nào. Rồi, thanh niên ra đây. Còn dư hẳn một bình cơ ra đây. Chú chia cho nốt nào. Ra đây. Ôi, thanh niên chưa được đúng không? Cù đâu rồi? À đây, rồi. Em xin anh. Rồi, bây giờ vẫn còn dư một túi. Chú còn chia cho mỗi người thêm ba con nữa nhá. Bé nhất này. Rồi, đến lượt Quang nhá. Túi bóng bỏ vào đây đã, một tí nữa thì nhặt sau. Đây, ra đây. Rồi, ra đây tốt. Ra đây đã. Rồi. Ra đây, lấy kẹo xong mà từ từ đã, từ từ đi nhá. Rồi, ra đây. Xong rồi, xếp hàng ở đây đi, xếp hàng ở đây cho nó đẹp đi.
Đấy, xếp hàng đi. Đấy. Rồi, nào xếp hàng đằng kia, một tí chú lại chia tiếp. Chia hết thì một tí chú lại tiếp. Đứng đứng ở đây. Có ai nữa? Rồi. Đấy, đứng ở đây nào. Đứng ở đây thì chú lại chia tiếp. Đứng này thì chú chia tiếp. Ra đây, đứng này thì chú lại chia tiếp. Ra đây. Thì chú lại đứng này. Rồi. Thanh niên được chưa nhỉ? Chưa, đây. Rồi. Đấy, thanh niên ra đây. Ra đây nốt. Đây. Rồi, đây là được đúng không? Sao lại nãy chưa chia à? À chia đúng không? Rồi, đây. Rồi, nào. Thanh niên kia ra đây. Đứng ra đây. Đứng ra đây. Rồi, đứng ra đây. Đấy, đây. Rồi, em xin anh thôi. Rồi, đứng ra đây. Nào, thanh niên đứng ra đây. Đấy. Kẹo rơi rồi. Nào, đứng ra đây. Bây giờ thì còn ai nữa nhỉ? Thanh niên kia đây. Thanh niên kia đang cầm cú kìa. Ra đây bây giờ còn dư này, chú lại chia tiếp này. Ra đây. Ra đây. Đấy, có vẻ có một số bạn là hơi ngại các bác. Vừa rồi được chưa? Chưa được đúng không? Chưa được, chú lại đứng ngay thì mới có kẹo nhá. Rồi đây là 6 con nhá. 6 con. Đấy, bây giờ còn dư là thế nào? 1, 2, 3. Còn dư là 7 con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì chú chia cho bạn nào nhỏ nhất nhá. Từ bạn này nhá. Bây giờ khoanh tay, tất cả khoanh tay là con xin bà đi. Đấy, phần quà hôm nay là của chị Hoàng Thu Hường, chị có gửi. Đấy. Đậu Hồng Thanh, chú hô 1, 2, 3 thì cảm ơn nhá. Là cảm ơn, bảo là chúng con cảm ơn bà nhá. Nhá. Chúng con cảm ơn bà nhá. 1, 2, 3. Chúng con cảm ơn bà. Rồi, đây. Vừa rồi bạn nhỏ này chia đúng không? Đây, thanh niên này cũng nhỏ này. Rồi. Đây, thanh niên này cũng nhỏ này. Đây cũng nhỏ này. Đây nhỏ này. Và đây nhỏ này. Còn hai con nữa thì là đây này. Đấy. Đây này. Rồi. Được chưa? Được hết chưa? Hết rồi đúng không? Rồi, thế chào tạm biệt bà đi, vẫy tay nào. Chào bà đi. Rồi. Bây giờ lại chơi cù tiếp à? Đấy. Đấy, bây giờ thì đây nhặt túi bóng này đi ở đĩa kia này. Đấy, túi bóng này thì cầm ra kia, cầm đi theo để đựng được cái gì thì sẽ đựng các bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì cháu được xé lại tiếp tục là di chuyển ra nhà của em Sử em một lúc các bác. Trong quá trình thời gian vừa rồi thì nhà em Sử các bác này, hiện tại thì phần cửa đấy các bác, cháu được đang đợi mấy anh em thợ để mà làm, thì mấy anh em thợ bảo làm chưa có xong thì thành ra là chưa có lắp được. Ở đây thì cháu cũng rất là mong muốn là đúc bảo các anh thợ là làm nhanh lên, nhưng mà sợ là khi trong lúc mà các anh làm vội quá thì thành ra là nó không có đảm bảo, cho nên là cứ từ từ mà làm mà chắc cô bác ạ. Cả quá trình một thời gian mình còn làm được cái ngôi nhà, chứ bây giờ mà chỉ vì mình vội vàng quá mà làm cánh cửa nó bị không được đẹp hay là không có được đúng như ý của mình thì lại một hậu quả rất là lớn của bác. Đấy, còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ di chuyển ra nhà em Sử em một chút của bác ạ. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hey, vừa rồi thì cháu Lực có chia sẻ một chút cái hình ảnh mà mấy bạn nhỏ trên vùng cao đang gọi là chơi mấy cái trò dân gian cô bác ạ. Đấy, hiện tại thì cháu Lực đang ở ngôi nhà mới của ba ông cháu rồi cô bác. Hãy nhìn từ góc này đi thì một cái ngôi nhà mà
Thế Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều rồi. Anh nhìn từ góc này đi thì một cái ngôi nhà mà lộ phần công trình phụ cũng như là bếp trước của bác. Khi mà từ trên này xuống thì sẽ có một cánh cửa mà đi vào cái phần bếp của nhà ba ông cháu lông của bác. Còn cái phần ống khói này thì ở phần trên thì các anh thợ cũng đã đổ mọi cái là nó không có bị là nước có thể là nó giọt được vào trong rồi các bác. Cho nên là khi mà các bác theo dõi được những thứ gì mà cháu Đức đăng tải lên thì rất là yên tâm các bác nhá. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì mưa có này, lạnh có này, gió có này, thì bây giờ cháu Đức sẽ đi vào ngôi nhà xem là có chỗ nào bị giọt không các bác ạ. Đấy, còn ở cái phần sân này thì là cháu Lực có đọc được một số bình luận nói rằng là có đổ khung của bác. Thì xin thưa với cô bác rằng là cái phần sân này thì vài hôm tới thì cháu Lực sẽ đi vào và đổ luôn các bác. Bây giờ thì hiện tại là cháu Lực đang lấy xi vào rồi. Đấy, vừa rồi thì vừa đi thì vừa chở được thêm là hiện tại thì cháu Đức đang lấy xi vào thêm của bác. Hôm qua thì em Sử có đi chở được thêm là 2 bao về đấy nhỉ, về ở trên này. Đấy, bây giờ thì cháu Đức cũng phải là khi mà làm xong cửa mọi cái rồi thì xem là cái phần chi phí còn là dư ra bao nhiêu thì cháu Đức sẽ tiếp tục làm ngôi nhà cho nó thêm hoàn thiện nhất có thể của bác ạ. Hôm nọ thì cũng có một số bác có gửi cho Lực là cái khoản tiền sơn, cho Lực nhận được là hơn 20 triệu. Thì trong quá trình đó thì cho Lực làm sơn và thuê các anh thợ sơn lên ngôi nhà là hết bao nhiêu, còn dư ra bao nhiêu thì cho Lực cũng đã xin các bác rằng là sẽ mua thêm xi và láng hết cái phần sân cho ba ông cháu của bác nhé. Cũng rất là mong của ba anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Hiện tại thì cháu Lực cũng chưa thể lắp được cửa của bác. Bây giờ thì các anh thợ đang đi vào và hoàn thiện thôi. Ở đây thì hôm qua khi mà cháu Lực lên thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy là hai ông cháu là kè lại thêm cái phần này một chút của bác này. Có thể nói là kè xong thì rất là rộng. Cháu Lực đang nhìn thấy em Sử là một mình ở trên này quét nhà luôn này. Ôi, một mình Sử ở trên này thôi à? Vâng. Rồi, anh chào Sử nhá. Chào anh ạ. Rồi, khá là lạnh đấy nhỉ? Vâng. Anh đeo cho một cái mic đã. Sao bịt kín này? Bịt kín này. Chào Sử, xin kính chào. Quý bà của chúng anh chị. Thế là Sử là lên đây làm gì đấy? Quét nhà. Quét nhà à? Đấy. Bây giờ thì lau mấy lượt rồi cô bác, cho nên là vào trong ngôi nhà thì cũng khá là sạch rồi, không còn là những cái vết xi dính ở trong cái phần gạch nữa. Còn phần phía công trình phụ cũng như nhà bếp cũng thế này cô bác này. Hôm nọ thì cháu Lực làm cái phần gạch ốp tường này cô bác này. Đấy, cháu Lực cũng tính rằng là nó lúc đầu thì cháu Lực chỉ ốp là như gọi là một viên lên thôi cô bác. Đấy. Còn cháu Đức cũng đọc được một số bình luận nói rằng là ốp khá là thấp với cô bác. Ở đây thì nó cũng hơn là 50 phân rồi, thành ra là không có thấp một chút nào đâu cô bác. Khi mà đặt một cái bếp ga xong lại xào thức ăn mọi cái lên thì sẽ không có thấp là bao nhiêu nữa cả cô bác nhé. Ở phần phía trong nhà này thì có bị rột không Sử ơi? Không ạ. Trong nhà không bị rột chút nào đúng không? Đấy, ở đây thì sau một quá trình, một thời gian mà mấy anh em lập lên được các bác này thì không có bị rột chút nào các bác, như ở cái góc mà ở cái phần góc bên này này các bác này. Đấy, góc bên này đáng nghe ra là mưa, nếu mà mưa vào thì nó sẽ bị rột đúng không bác? Nhưng mà trên đó thì cháu Lực cũng đã dùng xi bịt lại hết rồi, cho nên là những cái bức tường nó không có bị ngấm một chút nước xuống cả các bác nhá. Đấy, bây giờ nếu mà nó ngấm chỗ nào thì mình lên lại tiếp tục sửa tiếp, nhưng mà nó không có bị ngấm cho nên là mình cũng cần phải sửa nữa. Hôm nay Hải có ở nhà không Sử? Hải có ạ. Hải có à? Hải phải nói là ở trên thời tiết ở trên chỗ nhà Sử thì rất là lạnh các bác. Và cháu Lực nhìn thấy là có gió rất là nhiều. Gió này thì kèm theo cả không khí rất là lạnh nữa. Không khí lạnh luôn.
Hay ngày mai thì khi mà cháu Lực chở xi vào hết ấy, cháu Lực sẽ đi vào và hoàn thiện nốt cái phần sân của bác nhá. Hoàn thiện cái phần sân rồi thì có thể là thêm ngày kia mà anh em thợ sẽ đi vào và lắp hoàn thiện cái phần cửa sổ cho cháu Lực, rồi thì cháu Lực sẽ tiến hành vào sơn. Hai phần sân thì có thể nói là cái phần đất mượn không các bác ấy. Phần đất mượn thì đến chỗ tay cháu Lực mà chỉ từ cái chỗ gạch bên kia ra đến cái chỗ gạch trắng này các bác này thì là cái đất mượn các bác nhá. Đất cứng các bác nhá. Còn dư ra một chút thì là cái đất mượn. Thế còn ở bên kia thì hiện tại là còn dư sỏi đấy. Sỏi này thì bây giờ hiện tại ra bên kia thì không có chỗ nào để mà để nữa thôi. Thì cháu Lực sẽ để tạo vào đấy. Mày nữa cháu Lực sẽ trộn cùng với lại cát này, xi này để mà mình láng sân luôn. Thì chắc đâu đó vẫn còn dư ra khoảng tầm một nửa nữa. Thì cứ để đấy, xong là mấy nữa cháu Lực sẽ bảo em xử là dùng xi, dùng cái vỏ bao xi của bác để mà xúc, xong là xếp gọn vào đâu đấy để máy nữa, mà khi mà mình lại tận dụng làm được thêm những cái việc khác này của bác nhé. Ở đây thì hai ông cháu là lên kè chỗ phần này. Phải nói là cháu Lực rất là công nhận là người đồng bào dân tộc Mông của bác có một cái kỹ thuật mà kè đá rất là chắc chắn luôn các bác. Còn chắc chắn hang xi nữa các bác ạ. Có những công trình kiến trúc mà không cần dùng xi một chút nào mà kè mà được rất là lâu. Đây, vào trong nhà thì ấm cúng hẳn luôn các bác ạ. Ở đây thì là những cái chăn mà chăn hôm nọ là mấy anh em dùng để lau rồi cho các bác nhé. Không biết là buổi tối là em Sử có lên ngủ đây không? Buổi tối thì em lên ngủ đây không Sử? Không ạ. Không á? Hiện tại thì ở trong là chưa có gì để đáng lo sợ đâu nhỉ? Vâng. Nhưng mà Sử có không sợ rằng người ta là ném đá, ném sỏi vào đây à? Sáng sớm mới dậy lên đây xem à? Cứ lâu lâu như này hai ba lần là sạch hết rồi nhỉ? Không còn một tí bếp trắng nữa. Ấy cửa này thì khá là cao cô bác nhá, phần là cửa này, cửa là chiều cao nó cao là hơn 2 mét, còn là tất cả cánh cửa cũng cánh cửa là trừ cái cánh cửa chính ra thì là nó rộng hơn, còn là tất cả cánh cửa mà công trình phụ ấy thì là 80 các bác nhá. 80 thì cũng 80 thì khá là rộng rãi rồi cô bác ạ. Đấy, vào trong phòng ngủ thứ, đây là phòng ngủ thứ hai này cô bác ạ. Đấy, vào trong thì có vẻ như là bây giờ chưa có đồ đạc gì, nói chuyện nó sẽ hơi vàng một chút. Đấy, khi mà hoàn thiện sơn xiếc xong mọi cái rồi. Đấy, thì cháu Lực sẽ cùng em Sử đi sắm đồ đạc ở trong gia đình, cũng như là tủ, giường, bàn ghế này. Còn như ở những thước phim trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ rồi, là bàn ghế là ai mua cho và tủ thì ai mua cho cô bác nhé. Còn giường thì hiện tại là cháu Lực sẽ xem cái phần kinh phí, còn dư ra bao nhiêu thì cháu Lực sẽ mua giường cô bác nhé. Cháu Lực cũng đang cân đối thêm là dư ra độ tầm một chút nữa thì cháu Lực sẽ mua thêm là 2 cái giường. Sai chưa? Sai rồi. Lạnh như này thì hôm nay có đi đâu làm gì không? Không ạ, hôm nay ở nhà chăn trâu. Ở chăn trâu á? Vâng. Thế là ai đi chăn trâu? Không, đi chăn trâu. Không, phải đi chăn trâu cả. Vâng. Hải thì hôm nay không đi chơi cù à? Anh thấy ở bên kia anh vừa gặp ấy, có một số bạn thanh niên là đang chơi cù bên kia. Có cả con của nhà chú nữa. Thế thì ngày mai anh em mình tiếp tục đi chở thêm sơn thêm xi một chút nhá. Vâng. Đấy, còn sơn thì hiện tại là bây giờ anh cũng đã tìm được người về làm hết rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà các anh cũng bảo là đợi cho người ta lắp cửa rồi thì mình sơn vào. Vâng. Sơn vào cho mọi cái. Đấy. Vâng. Còn là cái thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, bỏ mũ ra thì thế mới đẹp trai nhỉ. đấy, Sử thì vừa rồi khá là lạnh quá cho nên là em mới phải chùm cái mũ vào. Ở nhà đây có mũ len không? Có. Có mũ len à? Vâng. Có mũ len thì đội cả mũ len vào. Vâng. Em họ thì anh thấy là bác Tiên là bác ấy gửi cho mấy cái mũ len đấy. Vâng. Hay tìm đấy mà mặc vào. Quần áo mùa này thì chịu khó mặc ấm ấm một chút nhá. Vâng. Hay hôm nay thì cháu Lực lên chia sẻ một chút là về cái quá trình cũng như là cuộc sống của ba ông cháu và ngôi nhà của
ba ông cháu là đến đâu rồi thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho tất cả cô ba anh chị đã cùng biết rồi. Lực cũng rất là mong cô ba anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực vào một chút rằng là cái nhà của ba ông cháu thì hiện tại là đang thiếu phần cửa thôi. Cửa này thì cháu Lực phải làm ở Tân Giới huyện, thành ra là rất là xa cô bác ạ. Khi mà các anh mà làm xong hết rồi thì các anh phải bố trí là một ngày thì mới lên được, đến nửa ngày thì lên đến chỗ nhà ba ông cháu, và có thể là nửa ngày còn lại thì các anh sẽ không lắp được kịp, thì các anh sẽ để thêm ngày thứ hai nữa các anh mới lắp cô bác ạ. Hay cái thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác, cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác, và xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em cô bác nhé. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được kết thúc thước phim ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.